chào quý khán giả. Khu du lịch Mũi Nai, phường Pháo Đài nằm cách trung tâm thành phố Hà Tiên khoảng 4 km. Có tuyến đường tỉnh lộ 972 và đường núi Đèn kết nối từ trung tâm thành phố Hà Tiên ra đến cổng chính bãi tắm Mũi Nai. Và hiện nay đã và đang nâng cấp mở rộng mặt đường lên 6 làn xe. Mục đích mở rộng đường tỉnh 972 để kết nối đến khu du lịch bãi tắm Mũi Nai cũng như kết nối đến cửa khẩu Hà Tiên. Dựa theo bản đồ địa lý, thành phố Hà Tiên sẽ có hai con đường quy mô lớn đang được mở rộng là đường Nguyễn Phúc Chu và đường tỉnh 972. Đến năm 2025, dự kiến khởi công xây dựng đường dẫn ra khu cảng tổng hợp ngoại biển ở khu vực núi Đèn chiều dài khoảng 5 km. Trong giai đoạn năm 2025 đến năm 2030 sẽ có nhiều dự án về giao thông được xây dựng tại thành phố Hà Tiên. Các anh tài xế và du khách chạy xe đến bãi tắm Mũi Nai sẽ thấy công trình đang thi công đường tỉnh 972. Đây cũng được xem là trục đường xương sống để kết nối nhiều nhánh đường vào khu đô thị mới Hà Tiên. Chúng ta quan sát trên màn hình thì nhà thầu đã tập kết cống tròn dọc theo tuyến đường. Quy mô xây dựng tuyến đường tỉnh 972 sẽ có hai dải phân cách cứng ở giữa, mặt đường rộng 6 làn xe, lộ giới của đường sẽ rộng hơn 30m. Ở khu vực phường Pháo Đài thành phố Hà Tiên có nhiều đất núi, vì thế san lấp nền đường, nhà thầu sử dụng nguồn đất núi. Khâu giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vị trí chưa hoàn thành, vì thế dự án sẽ còn làm lâu dài. Chúng ta xem trên màn hình thì nhà thầu đang xây dựng con đường tỉnh 972, đoạn cổng trước đường vào bãi tắm Mũi Nai. Vị trí này nhà thầu phải phá núi để mở rộng mặt đường. Tính đến đầu tháng 11 năm 2024, nhà thầu đang lắp đặt hệ thống cống thoát nước, thi công giải phân cách. Hiện tại thì đang trong quá trình thi công tuyến đường, mọi thứ chúng ta sẽ thấy diện mạo con đường chưa được đẹp. Trong thời gian tới, nhà thầu lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cũng như thảm bê tông nhựa mặt đường thì nhìn con đường sẽ đẹp hơn. Dân số thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang chỉ khoảng 60.000 người, vì thế mật độ phương tiện giao thông chạy trên đường tương đối ít. Quy hoạch xây dựng các tuyến đường rộng từ 4 đến 6 làn xe giúp hệ thống giao thông đô thị của thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang trong tương lai sẽ đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội cũng như phục vụ đi lại của bà con cô bác mình. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về dự án xây dựng đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu dài khoảng 175 km, tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng. Dự án sẽ có điểm đầu tại xã Thuận Yên của thành phố Hà Tiên. Đường cao tốc chỉ xây dựng tuyến nối vào trung tâm thành phố Hà Tiên. Về hạ tầng giao thông, thành phố Hà Tiên đã lập nhiều dự án trọng điểm trong tương lai. Xây dựng cầu Đông Hồ, xây dựng trục chính đường gian biển 6 làn xe để kết nối vào trung tâm thành phố Hà Tiên, dự án xây dựng đường Vành Đai Nam Hồ và còn một số dự án khác. Tôi vẫn tiếp tục cập nhật hình ảnh xây dựng đường tỉnh 972 hay còn gọi là tỉnh lộ 28 cũng như các dự án trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới sẽ gửi đến cô chú và các bạn cùng xem. Chúng ta cùng nhau xem toàn cảnh đường tỉnh 972 hành trình chạy về trung tâm thành phố Hà Tiên. Thank you.